Chạy. Chạy. Go. Xin chào các fan. Cái nhà đang có mặt tại Taipei Main Station. Rất là cao, rộng, như là nó bị phụng tiền. Các bạn xây một cái phòng cao cao cho mình. Cái này rất là đẹp. Vô lấy bánh. Bây giờ là khoảng 12 giờ mấy. Tàu này là tụi mình đi không phải là tàu nhanh mà là tàu chậm thôi. Tàu tre mà không biết tàu. Đây là tiệm Daichi Wonton, xếp hạng thứ 57 trong số 513 nơi nên ăn ở Hồ Liên. Ở Sài Gòn mình ngon nhất. Nhưng mà phải sách tháng qua đây ăn thì Sài Gòn mình ngon hết rồi. Giờ Việt Nam mình không có Bạch Thánh ăn hết, mình qua Đài Loan mình kiếm Bạch Thánh ăn. Rồi ra cái giữa chân tròn chụp chụp. Sao hết tình này? Chà hết chân luôn. Bắt môi nụ cười. Chà xong đời con. Đang tới chợ đêm Chi Quang ở Hà Liên. Xe rác nào mà cũng không hề có miếng rác nào luôn. Phố thơm tho không có một cái mùi gì hết. Có má cái mùi tàu hủ thúi á. Hủ thúi là nãy giờ đêm. Giống như bảo thì rất là sạch. Thứ hai rất là xanh. Mảng xanh nó rất là giống Minh Xin nhưng mà cái địa hình nó lại không phải là giống Hồng Kông. Tại vì có núi cao mây rất là đẹp và bên hông lại có biển. Và biển là rất là đặc biệt, rất là xanh. Cái này ấn tượng nhất là đồ ăn. Đi vô khu chợ đêm mà thiệt ra là không có bán những cái đồ lưu niệm rẻ tiền. Không có bán những cái thứ đồ ăn kiểu đặc sản, nhàm chán. Rất là nhiều các loại đồ ăn rất là phong phú, sáng tạo. Ăn thì ngon, giá lại rẻ, buôn bán dễ thương. Chợ đêm mà sạch thiệt là sạch, không thấy một miếng rác luôn. Thành phố Đài Loan là một thành phố khá là cũ. Thậm chí những cái shop như Gucci và Chanel nó nằm trong những cái tòa nhà nó cũ như là khu quận 5 ở dưới thấy tổ của những thương hiệu hàng đầu của thế giới. Cộng thêm nữa là mật độ dân số ở đây cực kỳ thấp. Ra ngoài đường thấy là cơ sở rất là đông, xe cộ cũng có nhưng mà chỉ lát thoáng vài người, ngay cả trục chính cũng không có đông tấp nập như những thành phố ở Đông Nam Á mình, giống như là ở Sài Gòn hay là Hồng Kông này kia. Cái gì nó cũng giống một chút yêu nhẹ nhàng. Nói chung có một chút gọi là điểm trừ ở đây, tại vì là nó có một chút giống Nhật, giống Xin, Trung Quốc. Khi mà mình nhìn lại tổng thể thì nó cái gì giống như là nó tập hợp những cái đặc trưng của những nước, những cái hai xung quanh,
cái điểm trừ ở đây cũng chính là điểm cộng của nó. Có một cái điểm rất là dễ thương, như là người Thái á, người ta rất là vui vẻ thân thiện, nhưng mà theo kiểu rất là rần rần người Đài Loan á, nó lại có một cái vẻ rất là chill, nhẹ nhàng, dịu dàng, từ từ từ. Có một điều là mình rất là thích, đó là cái cô reception của khách sạn, mà thấy mình bước xuống ăn mặc rất là phong phanh, thì mặc dù là nói bằng tiếng Đài Loan nhưng mà cô tìm cách cô giải thích cho mình là ngoài trời đang lạnh áo chưa, thấy mình bóc ra một áo khoác thì cô mới ok ok. Rồi mình lại đi vô đi ra thì lại cổ lại chỉ tay lên trời là ngoài cái này ra hiệu là trời đang mưa, ví dụ cái rổ dù kêu là nhớ cầm theo một cái dù, tức là quan tâm lo lắng cho mình giống như là một người mẹ vậy đó, là mình rất là cảm động. Thời tiết đẹp buồn nha ba, có buồn nha. Câu trả lời của em chứ. Nghe ra anh Lâm nói thì nó sẽ có ba cái đường đi, là đường giữa núi, đường đỉnh núi và đường chân núi. Khe đúng. anh thoải mái đi server luôn đi để mình đi, nhưng mà anh cũng expect mình mong là trời nó nắng nó ấm hơn một chút. Anh muốn vừa đi được cái đường dưới vừa có sự nóng tự nhiên và vô trong mấy cái hang, và đồng thời anh lo là nhiều cái đường đi nó không có chắc chở đi được lên cái đỉnh mà lấy được cái viên thành cảnh luôn. Thời tiết đẹp ngày mai chỉ cần đừng mưa là được. Anh rất là sợ mưa. Mưa mà lạnh ẩm khó chịu lắm. Nam thì sao Nam? Đức Nam. Cái này một điều lưu ý cho các bạn khi du lịch tới Đài Loan. Đây cũng là thời điểm giao mùa giữa cuối đông và đầu xuân, cho nên thời tiết khá là u ám. Nó không có được trời trong xanh như mùa hè. Có này thì có kia. Tức là mình trông mong vào ngày mai là mình tìm được cái cảnh sắc riêng của Đài Loan. Và mình biết là trên Đài Loan có một cái dân tộc ở đây. Hy vọng là mình gặp được đó trên những chuyến này đi sắp tới. Hơi ổ rồi, tới đây rồi mày không vô được cái kia thôi trời. Kìa. Dạ khác. Dạ hết đi.